chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với kênh Tin Mới Hay Nhất. Hôn nhau đắm đuối không rời ở hậu trường. Bảo sao Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ nhiệt ba không phim giả tình thật rất có thể sau khi quay xong bộ phim Định Chế Tình Yêu cao cấp cả Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ nhiệt ba sẽ hết độc thân vì đã thuộc về nhau. Hôm qua nghi vấn thêm một cặp đôi mới phim giả tình thật đã gọi tên Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ nhiệt ba. Trước đó, cặp đôi trai tài gái sắc đang cùng quay bộ phim Định Chế Tình Yêu cao cấp đã bị chụp lại những hình ảnh thân thiết trên phim trường. Ngay cả trong cảnh hôn, cả hai dường như rất nhập tâm hơn hẳn những bạn diễn còn lại. Tấm hình hậu trường này từng dấy lên tin đồn quen nhau nhưng đều bị hai bên phủ nhận. Hậu trường hôn nhau thắm thiết của cả hai. Những cảnh ôm hôn thắm thiết, nhiều khán giả còn soi ra ánh mắt của cả hai dành cho nhau vô cùng tình tứ khi quay phim. Hay ánh mắt đắm đuối và đám cưới trong mơ cũng đã diễn ra. Hoàng Cảnh Du sau khi quay xong đã vào phòng xe của Địch Lệ nhiệt ba ngồi chờ đến 10 giờ đêm. Sau đó, theo hình ảnh ghi được của trang iFan, cả hai người đã lên xe riêng về chung cư của Hoàng Cảnh Du và không thấy Địch Lệ nhiệt ba trở ra ngoài. Hoàng Cảnh Du lên xe của nhiệt ba. Sau đó cả hai cùng trở về nhà của nam diễn viên. Định Chế Tình Yêu cao cấp là một trong những tác phẩm được mong chờ sẽ lên sóng trong năm 2020. Được chuyển thể từ tiểu thuyết yêu đương mới là việc đúng đắn. Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu và sự nghiệp của nhà thiết kế thời trang Chu Phương, Địch Lệ nhiệt ba và Tống Lẫm, Hoàng Cảnh Du. Họ vô tình quen biết nhau nhưng lại chẳng ưa gì đối phương. Song biến cố xảy ra, Chu Phương và Tống Lẫm từ chỗ ghét nhau đã phải cùng hợp tác để đưa công ty ra khỏi hoàn cảnh khó khăn. Chính lúc này họ đã tìm thấy những điểm tốt đẹp ở đối phương và nảy sinh tình cảm. Trailer Định Chế Tình Yêu cao cấp. Không biết thực hư câu chuyện phim giả tình thật của cặp đôi hot nhất hiện nay thế nào và liệu có phải Địch Lệ nhiệt ba qua đêm tại nhà Hoàng Cảnh Du hay không. Nhưng nếu cả hai thành đôi thật thì chắc hẳn không ai muốn phản đối. Định Chế Tình Yêu cao cấp, Địch Lệ nhiệt ba để lộ bọng mắt to, chủ động hôn môi Hoàng Cảnh Đức Anh hôn môi bày tỏ tình cảm ngọt như đường của Địch Lệ nhiệt ba Hoàng Cảnh Du trong phim mới làm fan thích thú. Bộ phim Định Chế Tình Yêu cao cấp do Địch Lệ nhiệt ba, Hoàng Cảnh Du đóng chính đã xác nhận lên sóng từ ngày 19 tháng 5 trên đài Hồ Nam, Trung Quốc. Ngoài ra, phim cũng phát đồng thời trên hệ thống online của Tencent, iQIYI, Youku. Hiện tại, bộ phim đã đổi tên thành Hạnh Phúc Trong Tầm Tay. Trong trailer của bộ phim Địch Lệ nhiệt ba, Hoàng Cảnh Du làm fan điêu đứng vì cảnh hôn môi khá ngọt ngào. Đây được dự đoán là giai đoạn mà nhân vật do Địch Lệ nhiệt ba, Hoàng Cảnh Du thể hiện đã xác định tình cảm dành cho nhau. Bộ phim sẽ lên sóng từ ngày tới. Trailer Định Chế Tình Yêu cao cấp, Địch Lệ nhiệt ba chủ động hôn môi Hoàng Cảnh Du. Khi ở cạnh Hoàng Cảnh Du, Địch Lệ nhiệt ba đã chủ động hôn môi anh chàng. Tiếp đến, Hoàng Cảnh Du hỏi, tại sao lại hôn anh? Thì Địch Lệ nhiệt ba đáp rằng kiềm chế không được nên đã hôn. Địch Lệ nhiệt ba chủ động hôn môi Hoàng Cảnh Du. Tuy xuất hiện với tạo hình khá hiện đại, trẻ trung song Địch Lệ nhiệt ba vẫn bị soi ra phần bọng mắt to. Trước đó, khi đóng Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư, Địch Lệ nhiệt ba cũng bị chê là bọng mắt to, gương mặt đờ đẫn thiếu sức sống. Nhiều người cho rằng vì Địch Lệ nhiệt ba tham công tiếc việc, mãi miết chạy sâu nên mới dẫn đến tình trạng gương mặt xuất hiện bọng mắt khó coi. Hình ảnh Địch Lệ nhiệt ba trong trailer với bọng mắt to. Định Chế Tình Yêu cao cấp là dự án khai thác đề tài hiện đại. Nội dung phim xoay quanh mối quan hệ từ kẻ thù trở thành bạn bè rồi sau đó là người yêu giữa nhà thiết kế thời trang Chu Phương, Địch Lệ nhiệt ba và giám đốc công ty thương mại điện tử Tống Lẫm, Hoàng Cảnh Du. Còn đây là hình ảnh đã được photoshop kỹ càng. Quen biết và ghét bỏ đối phương sau khi trải qua một vụ kiện thương mại. Vì yêu cầu của công việc mà Chu Phương và Tống Lẫm buộc phải thường xuyên gặp gỡ người còn lại. Cả hai đều là những con người tài năng, có tính cách kiên định và mạnh mẽ nên trong lúc hợp tác đã xảy ra khá nhiều mâu thuẫn.